Địa bàn huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Lê Khăm Say, nước bạn Lào, giáp huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Để chuẩn bị chu đáo cho 5 em học sinh người Lào này bước vào năm học mới, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã đến trường cấp 2, 3, bản Nọng Ó, Na Pê và trao số tiền hàng tháng mà đơn vị nhận hỗ trợ để các em được theo học hết chương trình phổ thông trung học. 5 học sinh này đang theo học từ lớp 6 đến lớp 9, đều có hoàn cảnh khó khăn. Có em hoàn cảnh bố mất, có em thì bố mẹ ly hôn, được Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhận hỗ trợ hàng tháng mỗi em 500.000 kíp Lào để các em có điều kiện được đến trường. Giờ các em chăm ngoan, cố gắng, học tập rất tốt. Còn đây là 4 em học sinh người đồng bào dân tộc Chứt, được đồn biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhận làm con nuôi từ năm 2018. Các em được bố trí ăn ở, học tập, sinh hoạt ngay trong tổ công tác biên phòng cắm bản. Đầu năm học mới, các bố biên phòng lại mua sắm quần áo mới, sách vở, đồ dùng học tập cho các em, kèm theo là những lời dặn dò ân cần. Chúng con rất vui khi được các bố luôn quan tâm và yêu thương chăm sóc cho chúng con, lo cho chúng con từng ly từng tí. Năm học mới, các bố mua cho chúng con đồ dùng học tập và sách vở, quần áo mới. Chúng con hứa sẽ cố gắng học tập tốt. Chúng tôi là những người thấu hiểu những cái tình cảm, những cái khó khăn của bà con nhân dân, cũng như những cái sự khao khát của các cháu là muốn được đến trường. Chính vì vậy, chương trình Nâng bước đến trường, con nuôi đồn biên phòng được triển khai, thực hiện. Từ đó đến nay, thì Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã nhận và nuôi 45 cháu, trong đó có 6 cháu là con nuôi đồn biên phòng. Đặc biệt, nhận 5 cháu ở bản đối diện của bản Lào. Năm học 2023-2024 thì là có nhiều cháu đạt được học sinh giỏi ở các cấp. Tình cảm yêu thương của bộ đội Cụ Hồ mang quân hàm xanh đã và đang tiếp thêm động lực cho các em học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa trên biên giới, nghị lực vượt qua khó khăn, tự tin trên hành trình trau dồi tri thức, thực hiện những ước mơ của mình, xây dựng biên giới Việt Nam-Lào thắm tình hữu nghị, phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.